Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình tiếp tục gửi đến các bạn ba ván đấu tuyệt hay. Năm Phương Công Tử Lại Lý Huynh đại chiến trên đấu trường Thiên Huy Thiên Kỳ. Hai ván cờ phế xe tấn công rất đẹp mắt. Trong khi ở ván 3 Thuận Pháo Tranh Hùng, mời các bạn thưởng thức ba ván cờ rất hấp dẫn. Biên bản ván 1 Kim Triệu Phương phế xe kinh hoàng. Sure. Sure. Mã 7 tấn 9 phế xe đang dọ sát cục, nước cờ tuyệt hay. Chơi đến đây nếu như bên đen vội vã chơi tấn xe lên cản mã thì lập tức bên đỏ sẽ chơi xe 8 tấn 3. Ở đây không thể ăn xe, nếu đen ăn xe thì đỏ sẽ bước mã chiếu tướng sát cục ngay. Đen buộc phải chết xe, thế thua đã quá rõ ràng. Chúng ta quay lại hình cờ thực chiến. Trong thực chiến thì bên đen buộc phải chơi xe trước thối hai. Lập tức bên đỏ đóng thêm một pháo bắt xe. Nước cờ quá bão táp, quá tàn độc. Tới đây đen chắc chắn sẽ mất xe. Mời các bạn xem tiếp diễn biến rất hấp dẫn của ván đấu. Chỉ chi.
是。是。Thank you.
吃。吃。吃。吃。将军。
再讲。车居，将军，将军，再讲。别杀。Xe 4 bình 6 chiếu tướng sát cục. Mời các bạn xem tiếp gian 2. Triệu Thiên Hàn khai cuộc chưa xong đã phế xe.吃。将军。吃。
好像。串打。吃。吃。吃鸡。卧草马，将军。将军。
破事。破相。吃。挂条马，将军。再将。再将。Chờ đến đây, nếu như bên đen né trước sát cục vào tướng thì lập tức bên đỏ sẽ chơi bộ thảo mã 2 tấn 3 chiếu tướng, buộc đen phải xuất tướng. Sau đó pháo 6 bình 4 đang dọ chiếu pháo trùng sát cục. Tới đây buộc phải chống đỡ C2 tấn 4 thì đỏ sẽ nhẹ nhàng chơi pháo 4 thối 3, đến đây vô phương cứu chữa, đen sẽ không còn cách nào chống đỡ. Chúng ta quay lại hình cờ thực chiến. Trong thực chiến thì đen sẽ chơi chốt 2 bình 3, không còn đường nào khác. Tướng quân thu chi. Chỉ chi. Tướng quân. Sure. Chơi đến đây nhận thấy không thể chống đỡ được nữa, Triệu Thiên Hàng đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 3 Lăng Bạch Ngôn Thuận Pháo Tranh Hùng.
吃。将军。吃。吃。将军。吃。吃鸡。吃鸡。吃。将军。
军。将军。破事。将军。将军。再将。
将军。吃。吃。将军。再将。将军。破事。将军。将军。破下。将军。吃。将军。
再将。将军，将军。Giờ đến đây không còn đường chống đỡ, Lăng Bạch Ngôn đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa thưởng thức 3 ván cờ rất hay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.